Hello, xin chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay cũng lu bu quá cô chú anh chị ơi. Cho nên là không có quay clip được, mà có đi bắt bò quay thì cũng không có thời gian quay. Nên quay clip ngắn ngắn không à, rồi nó cũng không có thời gian để đăng lên. Thì hôm nay thì nói thấy cũng mấy bữa rồi không có đăng clip thì cũng làm cái clip để sợ cô chú anh chị quên mình mất. Cũng lu bu quá nên không có đăng được, thì nay cũng đăng ba cái clip ngắn thôi để cho cô chú anh chị xem. Với một cái clip đầu là hai con mình bắt hai con bò thịt giá cũng tốt đó. Thì cô chú anh chị nào mà có bán bò thịt hay là bán bò con, nói chung là có nhu cầu mua hoặc bán thì liên hệ với em. Thì nói chung là bò thịt giờ mùa dịch nó cũng qua rồi, nó cũng đã đỡ rồi, nhưng mà giá cả nó cũng đầu ra nó cũng còn hơi căng quá, cho nên cái giá bò thì thực tế giờ nó cũng cũng chưa có lên cao lắm. Thì bắt trung bình thì khoảng 200 ngàn ký là bắt sát giá cho bà con rồi, chứ giờ thêm nữa không 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 có bắt được nữa. Chứ có nhầm lò giờ thì nó chỉ lấy có 190 mấy, 195, 190. Thì em bắt là 200. Thì cô chú anh chị có xem video của em thì bên YouTube vô trại bò giống Tiền Giang, đăng ký kênh ủng hộ em nha, với đăng ký kênh để khi nào em lên clip thì hoặc em có mua bò thịt hay bò con gì đó, thì cô chú anh chị có thể cập nhật được. Đặng biết nếu mà thấy có thích hợp thì liên hệ với em muốn cảm ơn. Mua hoặc bán cái gì đó, thì cứ liên hệ em. Kênh YouTube của em là kênh trại bò giống Tiền Giang nha. Rồi vô đó đăng ký kênh dùm em, ủng hộ em để khi nào em có lên YouTube thì cô chú anh chị tiện theo dõi. Rồi bữa nay em có làm ba cái clip ngắn, thì một cái clip mà mua cặp bò thịt đó, với một cái con bò nhỏ với lại xem cái con bò đó, con bò ở sau lưng em nè đó, cái nết ăn gì mà lạ lùng. Hồi đó giờ mới thấy nó ăn bình thường, đứng bình thường, nó ăn xong rồi nó quỳ gối xuống nó ăn luôn, nó mức độ ăn nó là vậy đó. Thì cô chú anh chị xem hết clip của em đó, thì theo dõi có cái con bò nhà em nó ăn nha. Rồi cô chú anh chị bắt đầu dựa theo video của em, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Kênh của em là Trại Bò Giống Tiền Giang, đi vô đăng ký kênh ủng hộ giùm em cái. Thank you.
coi bò nó ăn cái nết, nó ăn mà nó đứng nó ăn xong rồi là mình nó ăn, nó còn quỳ xuống nó ăn luôn, có thấy cái nết ăn của nó mới thấy cũng khó luôn. Mới thấy con bò cái nó ăn, nó ăn mà nó đứng nó ăn mà quỳ xuống nó ăn luôn.